Chiều qua trên sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ gặp PVF Công an Nhân dân trong khuôn khổ vòng 1/8 giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2023. Ở trận này, câu lạc bộ Phú Thọ có được lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Tuy nhiên, đội khách PVF Công an Nhân dân đang duy trì phong độ ấn tượng khi bất bại tới 9 trong số 11 trận đã đấu ở mùa giải năm nay. Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, đội khách đã nhanh chóng làm chủ thế trận để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau những nỗ lực ép sân, PVF Công an Nhân dân đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 24. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Hồ Hoàng Tiến đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Đội chủ sân Việt Trì thi đấu tốt hơn, mặc dù đã rất nỗ lực chơi tấn công, song Phú Thọ vẫn không thể gỡ hòa và bị đối thủ ghi nhân đôi cách biệt ở phút thứ 65 sau pha bóng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng từ khu vực giữa sân. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước FC Phú Thọ. Với kết quả này, FC Phú Thọ dừng bước tại Cúp Quốc gia năm 2023.